Em chào tất cả các bác. Hôm nay em giới thiệu cho các bác cái cây lan kiếm Bạch Vân. Cây lan kiếm này nó là một trong những cái cây lô hội thân thủ rất là to. Và nó giống với cây tiểu giang ấy, mọi người hay gọi là bicolor, nhưng mà cái kiểu ra bi, hoa bi của nó thì nó khác một chút. Bi nó hoa nó kiểu nó khác. Mọi người xem thêm video trên cái kênh Thiên Đường Ngàn Hoa ấy, có một cái cây bicolor kiểu hoa nó khác chứ nó không dày hoa như này. Cái kiểu hoa này là kiểu hoa của cây lô hội các bạn. Thì cái cây này em thấy là nó giống cái lô hội, thì là nó giống cây tiểu giang. Cây tiểu giang thì ngày trước thì mọi người gọi cây tiểu giang là cây bi, nhưng thực ra thì nó hoa nó như lô hội mà, nên em gọi là lô hội. Thực ra thì cái tên gọi của nó tiểu giang hay như cái cây này, cây Bạch Vân, thì nó cũng chỉ là cái tên để mà chúng ta phân biệt giữa bông này với các bông khác thôi, chứ còn thì nó cũng không có cái gì là quá quan trọng cả các bạn. Thực ra thì cái tên này để phân biệt các bác nhé. Thế nên là nó những cây đột biến này thì chúng ta cứ thấy hoa nó đẹp thì mình chơi sưu tầm là có giống thôi các bạn. Những cái cây như này thì hoa trắng thì em cũng nói là nó sẽ vàng các bác nhé. Hoa trắng thì ít cây mà nó trắng, mà nó trắng mãi lắm, nó trắng được 1-2 ngày xong nó vàng luôn. Đây là mấy cái cần hoa này của em, cần nào nó cũng thế, nó trắng được 1-2 ngày xong là nó vàng, có nghĩa là một bông hoa các bác nhé, chứ không phải cả cần. Cả cần của nó thì nó giữ được màu trắng là gần như là không thấy, nó sẽ vàng trong vài ngày thôi các bạn. Cây này nó là cây thân lá to, cần hoa khá là dài, cây Bạch Vân. Thì các bác, em giới thiệu qua thân lá các một chút các bác nhé. Thân lá cái này là dạng là đứng, giống cây tiểu giang, dạng là đứng và lớn lên thì nó cũng xòe lá. Thân củ của nó thì nó cũng khá giống cái tiểu giang, giống khá cao, độ giống khá cao, nó phải giống đến khoảng 80-90%. Những cái cây lá dựng như này thì nó lá to dựng rất là đẹp các bạn. Hoa thân lá to như cây trắng bầu Thái Nguyên ấy. To đẹp, thân củ đẹp. Cây này thì thường những cái cây ăn ba như thế này thì là nó thân mầm của nó phải xanh sạch các bạn nhé. Thân mầm xanh sạch, em không thấy cái mầm ở đây, nhưng mà thường thì là những cái thân mầm của nó là chắc chắn nó phải xanh sạch thì nó mới ra được những cái cây hoa trắng như này các bạn. Còn cái lá của nó thì khá là to. Lá này của nó là thường là những cái lá như này đạt khoảng tầm 3 cm đấy, những cái lá to của nó đạt khoảng hơn 3 cm, 3,5 cm. Cây này khá thân thủ, khá to, thân thủ to các bạn. Những cái lá to 3,5 cm, có thể là 4 cm đấy, nó khoảng từ độ 2,5 cm đến 3,5 cm là chủ yếu. Nhưng mà nó có những cái lá to, to hơn trội hẳn thì nó khoảng 3,5 cm, 4 cm các bác nhé. Có nghĩa là những cái lá to trội hẳn ấy, ở thân tơ thì nó sẽ to trội hơn, to trội hơn một chút là cái lá của nó. Lá của nó thì nó có dạng như kiểu là hơi gợn gợn sần đấy các bác. Đấy, nó có đoạn kiểu như gợn sần ấy, như kiểu là cây hồng ngọc ấy. Đấy, cây hồng ngọc của cô ấy các bác. Còn củ của nó thì nó cũng khá to, cao khoảng tầm 8 cm các bạn, cao bình quân khoảng từ 5-10 cm và to khoảng 3 cm, to khoảng 3 cm, 3-5 cm. Đấy, khá là to, củ nó khá to các bạn. Nó to như kiểu là cây, thân củ to như kiểu là cây, như cây tiểu giang. Cây này thì cổ lá thân củ như cây tiểu giang, rất giống. Đấy, thì nó cũng giống khoảng tầm 80% các bạn. Lá xòe, lá cứng. Cây này lá cứng chứ nó không mềm như là cái cây tuyên quang hay là cây tuyết ngọc đâu. Lá nó cứng các bạn. Còn nói về hoa của nó thì cái cây anba này thì hoa nó thì nó cũng dễ nhận ra thôi. Anba thì hoa nó cũng dễ. Cây này hoa rất là dày bông các bạn nhé. Rất là dày bông. Bông hoa của nó thì là màu trắng cánh bầu. Và môi hoa tròn. Nếu mà nói giống thì là nó cũng giống cây trắng cánh bầu Thái Nguyên. Khá giống cây trắng cánh bầu Thái Nguyên. Cây trắng cánh bầu Thái Nguyên thì vai nó ngang hơn cây này tí, còn cây này vai nó xuôi hơn. Đây nở cả chùm này, các bác nhìn thấy các bác biết ngay. Hoa của nó là vàng trắng, mới nở thì nó trắng nhiều hơn, nhưng còn nở 1-2 ngày thì nó vàng. 1-2 ngày thì nó chưa được nở hết cả cần rồi các bác nhé. Nó phải nở nhiều ngày nó mới nở hết cả cần được. Có nhiều người chụp cái bông này cánh bầu tròn hơn thì người ta chụp nó chưa được căng như này. Cái này căng hết cỡ các bác nhé, căng hết cỡ rất là đẹp, rất là đẹp. Và cái cây này được cái nó rất là dày bông, cần hoa dài các bạn. Cần hoa của cây này thì nó dài như này thì nó
nếu mà nở hết thì em nghĩ nó khoảng tầm 80 cm, khoảng 80 cm, nó phải dài bằng chiều dài cái lá của nó. Thì cái cây nào cũng thế các bạn, cái cây nào nó cũng cân đối giữa lá và hoa. Thì cái cây bạch vân này nó cũng là một cây thân thủ to đẹp và hoa dài, hoa vàng trắng, hoa dài rất là đẹp. Thì các bác cũng có thể sưu tầm cái cây này về chơi, thân thủ vừa to cần hoa dài rất là đẹp, mà cây này nó cũng rẻ, nó chỉ mấy trăm nghìn một thân thôi các bạn. Thì các bác xem thêm những cây khác trên kênh Thiên Ngàn Hoa thì các bác sẽ rõ hơn các bác nhé. Em cảm ơn các bác, em chào các bác, hẹn gặp lại các bác vào video sau. Cảm ơn các bác.